Xin chào tất cả quý các bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng cô chú ạ, hiện tại thì em Tuyên đang có mặt ở trên thôn Mèo Qua. Và ở đây thì em Tuyên có muốn giới thiệu đến những cái khán giả đang theo dõi trên kênh Tuyên Hà Giang một cái trường hợp rất là đặc biệt, và em Tuyên cũng nghe rất nhiều người rồi, và cũng có rất nhiều kênh YouTube có thể giới thiệu đến cái hoàn cảnh một cái trường hợp này đến với cô chú. Và em Tuyên thì nói thật với cô chú thì đây là thôn Mèo Qua, bên kia là thôn Mèo Để Chia, nhưng mà em Tuyên với em thề thì cũng nghe rồi, nhưng mà cũng chưa vào nhiều. Và em Tuyên thì bây giờ cũng mới nghe đến thì một cái câu chuyện này nó khá là hay, một câu chuyện tình yêu của một không phải một đôi nam nữ, mà đây là một chàng trai là 25 tuổi và lấy một cô vợ là 52 tuổi. Nó khá là chênh lệch nhau đúng không ạ cô chú? Thì như mọi người trong những cái năm trước ấy, chúng ta có nghe được cái câu chuyện tình yêu của anh cô dâu Thu Sao đúng không ạ, ở bên Cao Bằng đó. Thì là cũng người chồng cũng có 26 tuổi mà người vợ là 26 và 62 hay là 52 cô chú nhỉ. Đó thì em Tuyên cũng chỉ biết là cái câu chuyện tình yêu đó thì nó cũng là chênh lệch tuổi tác rất là nhiều. Và cũng làm cho cộng đồng mạng, dư luận mạng cũng rất là hay mà để chúng ta nói về cái câu chuyện tình yêu đó. Và bây giờ thì em Tuyên muốn giới thiệu cái câu chuyện tình yêu này đến với các cô chú. Vì trong thời gian vừa qua thì em Tuyên cũng chỉ biết cắm đầu vào thôn Để Chia thôi, cũng những hoàn cảnh và những cái trường hợp thì ở thôn khác thì em vẫn xen kẽ vào thôi, chứ cũng không có duyên được chia sẻ nhiều. À đây mọi người này, ở đây là nhà lía, đây còn gì nữa, nhà lía đây này, đúng rồi, cũng đây được đây này mọi người xem này, đây là người xây kiểu đúng là người Mông này mọi người, có cột ở trước nhà nha, và có cái mái hiên ở bên cạnh này, đây thầy quay cho cô chú cái mái hiên này này. Đấy, và ở bên này này, thế bên này là một cây này cây vải đúng không? Ừ, bộ xít đái. Thế ăn được quả này chưa? Quả này á? Ừ. Quả này ăn rồi. Cây này cây vải, cô chú ạ. Mọi người xem cái gốc vải to chưa? Này, hai gốc liền. Này, thầy quay cho cô chú xem. Cây vải trên vùng cao đấy. Cây này hết mùa rồi đúng không? Hết rồi. Ừ, nhưng mà đang ở trên đầu cây vải là có những con chim khuyên. Thầy nghe thấy không? Con chim này em nhớ bé nhỏ nhỏ xinh xinh giống cái hôm anh em mình vào nhà bé chú ấy. Đúng rồi. Đấy, chim khuyên ấy. Đúng rồi. Chim khuyên này thì hót rất là hay. À đây này thế. Bị bọ xít đái mắt à? Đây này. Các cô chú có thể nhìn, thầy có thể ấn cái 0.5 cho cô chú. Đấy, đây nhá. Ở đây chính là một ngôi nhà đây là một ngôi nhà văn hóa cộng đồng đúng không? Đúng rồi. Đấy thì các cô chú xem này. À, đây là ngôi nhà văn hóa cộng đồng thì làm theo kiểu phong cách của người Hơ Mông. Và hai bên đầu của ngôi nhà thì đều là cái mái hiên nhỏ như này. Đấy cô chú ạ, đây này. Đấy. Đây và ở giữa là có cột, đây. Ba gian, ở trong là ba gian. Đấy, đây là ngôi nhà văn hóa cộng đồng của thôn Mèo Qua. Bà con là họp xóm này, họp thôn này. Đấy có chương trình gì họp đây và có thể là liên hoan, đúng không? Được nhà nước xây cho rất là đẹp luôn cô chú ạ. Đấy, mái tôn xốp. Và được bắn theo đúng cái phong cách nhà của người Hơ Mông luôn. Đó. Thì đây là em Tuyên cũng giới thiệu cho cô chú biết thêm cái quang cảnh ở trên chỗ thôn Mèo Qua này. Và bây giờ thì thầy có biết nhà bạn kia không? Nhà mà em biết mà. Biết không? Thế đây bây giờ anh em đi nhỉ? Vâng. Nào để em Tuyên sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho các cô chú biết đến cái câu chuyện tình yêu này. Có thể là mọi người bạn đã xem ở kênh này nhưng mà em Tuyên thì chưa biết đến, thì em Tuyên cũng muốn vào hỏi để chia sẻ đến với các vị khán giả ở kênh em Tuyên. Ai đã xem rồi thì có thể là xem tiếp ở kênh em Tuyên, xem thay đổi cuộc sống của bạn đấy như nào. Và bây giờ ui nòng nọc này, bể này. Ô chú này, bà con đây có xây bể nhưng mà không có nắp. Ui nước này mà ăn là bẩn lắm thì nhá. Nên là cho bò ngon. Còn lợn ăn không? Ừ, cái này em quay 0.1 nhá. Đúng rồi. Cái này là nòng nọc, bây giờ nó nòng nọc nó thành, có những cái con chân ra nó thành ếch ở đây thầy ạ. Đúng rồi. Ếch nhái thì rất là bẩn nhá, đừng có ăn. Đúng nước rồi. Này ăn hỏng đấy. Chỗ này thì là địa phận thôn Mèo Qua cô chú nhá. Chúng ta cũng vào thăm xem. Anh cũng nghe qua thôi, anh chỉ xem qua thôi, nhưng anh cũng chưa được đến đây. Chưa, xa lắm. Hả? Xa lắm á? Vâng. Thì anh em mình đến xem gia đình này. Em lấy nhá. Vâng. Đây mọi người này.
trên dọc đường đi thì em Tuyên thấy những cái ngôi nhà của bà con thôn Mèo Qua này. Cái mái bờ lâu này làm rất là lâu và hiện tại này, xung quanh nhà này cũng chỉ là những cái que đây. Cây tre đập vào thành vách thôi. Ít nhất là bà con trên này có bể nước, nhưng bà con làm bể nước như này thì nó không được sạch. Nhà còn rất là đơn sơ thôi ạ. Đúng rồi ạ. Ngôi nhà này cũng có cột bằng kia, ngôi nhà này cũng khó đấy nhờ. Khó. Đấy rồi. Đây à thế? Nhà hôm nay mà. À thế ạ, ừ. Vâng. Bắt đầu rẽ vào nhà bạn đấy rồi các cô chú ạ. Ôi dồi ôi, chỗ này đường dốc nhỉ. Đường dốc mà nước xe máy xoay. Cứ ví vào đồi nhà. Ây da, xe máy vẫn vào á? Mừng từ đi từ từ. Nhưng mà trời mưa đi ra được không? À, có ạ. Vẫn đi à? Ví ví mà lá như này không chiều nay thì mới đi được. Thì có mưa hơn mấy hơi ở dưới này mấy hơi chút thì không đi được ấy. À. Đây á? Đúng rồi. Ôi nhà này xây đẹp thế còn gì nữa? Nhà này thì quả ở nhà nước hỗ trợ. Ồ, cũng được nhà nước hỗ trợ xây á? Vâng. Thích nhỉ? Đấy, nói chung là rất là tuyệt vời đấy. Ơ, đi nhá chưa? Chào chị nhá. Vâng. Ơi, xin chào em. Ôi rồi. Tu này, xin chào. Đang làm gì đây? Đang ngủ thôi. Đang ngủ à? Vừa làm đi làm nương về ngồi ngủ à? Không phải đâu. Đi chơi về. À, đi chơi về á? À? Thích quá nhỉ. Đấy. Đây là con à, thế là cả nhà đang ngủ à? Không phải đâu. Hay là có mỗi mình em ngủ thôi? Chỉ có là thì anh ngủ. À thế ừ. Anh tưởng cả nhà đang ngủ thì anh lại đến làm phiền cả nhà thì hơi xin lỗi nhá. em tên là gì? Tên là Sánh ạ. Sánh à? Ừ. Thế có em bé kia thì đang cười cởi chuồng ấy. Thì mình không nên quay vào. Thế. Đâu con ở Sánh là ai? Ờ. Đâu? Con của em đâu? Đó đang ngủ à? Có quế ở đây à, nhưng mà à đang cởi chuồng à? Vâng. Thế em bảo bé mặc quần áo vào được không? Thế này. Thế lấy cho anh ít kẹo cho các bé này. Quầy. Nhà Sánh này có cái điện, có cái xe máy này biển số đẹp chứ nhỉ? 3 con 7 con 8. À, xe máy này là không phải em đâu ạ. Ô, không phải của em à? À, không phải của em đâu. Anh tưởng xe máy của em biển số xe đẹp. Xe máy này là của người gửi xó à? Xó à, xó. Hàng xóm gửi à? Vâng. Hàng xóm gửi ở đây rồi. Em cứ cho mỗi bé 3-4 cái vào. Số sinh chứ, mẹ đi học chứ mẹ. Chị mù còn tơ rồi mẹ. Mù còn tơ rồi mẹ. Ô, thôi chết rồi. Mù cần tơ hay chỉ mù không biết là không biết thì không nên nói gì thế này. Em lấy cho các bé đi. Đợi đây là con cậu hoàng tử của Sánh này. Xin chào nhé. Hoàng tử của Sánh này đúng không? Bé là Sánh này bao nhiêu tuổi rồi? Có à. Sao có 3 tuổi. 3 tuổi rồi. Vâng. Thế nghỉ hè xong thì là đi học ấy. À, nghỉ hè xong đi học à? Vâng. Phải cho đi học em ạ. Nghỉ hè xong thì cho đi học luôn. Thế đợt, à, đợt trước là chưa đến 3 tuổi là chưa đi học đúng không? Đúng rồi. Ừ. Đấy. Mình bảo mình ngu rồi thì cho nó đi học luôn. Đúng rồi. Mình, nói chung là không, mình không phải ngu nhưng mà nói chung là mình không được đi học là thiệt thòi của mình. Mình đúng không rồi. Biết chữ, không biết tiếng phổ thông ấy, nó khổ đúng không? Đúng rồi. Còn bây giờ cho con đi học sau này con biết chữ là tốt cho mình chứ đúng không? Đúng rồi. Sau này con đi làm chứ đúng không? Ôi, thật đấy thì đi học rồi ạ. À. Vâng. Ừ. Đấy. Mẹ no đi, nó kẹo lên mẹ. Nó, bóc đi, mẹ bóc phải không? Đấy, ông hoàng tử đấy. Em bảo nó đi học thì nó bảo là nó to lên thì nó vẫn đi học được. Đúng rồi, thế là tốt đấy. Thế là bé đã biết đấy. Đi học sau này biết chữ, biết tiếng phổ thông còn đi làm việc chứ. Đúng mà rồi. Sau này lấy vợ này hoặc sau này đi học giỏi 12 hoặc đi học chuyên nghiệp sau này còn có công có việc thì sau đỡ khổ hơn đúng không? Đi là rẻ hơn. Đi làm cũng dễ hơn. Dễ hơn. Ừ. Đi vào khu công nghiệp thế này thế kia nó dễ hơn đúng không? Đúng rồi. Ừ. Thế thì hôm nay anh thì cũng biết đến gia đình em cũng ở cộng đồng mạng nghe nói và như em thế đây cũng nghe nói bảo là em thì cũng lấy được một người vợ rất là tuyệt vời. Thì hôm nay anh muốn vào thăm gia đình được không? Đấy thì hôm nay thấy gia đình mà đang ngủ thì cũng hơi ngại quá. Nhưng xin lỗi gia đình nhé. À, xin cảm ơn anh nhé. Đâu thì đây là vợ em à? À đúng rồi. À thế thì vợ cho anh hỏi một chút. Thế là em họ tên đầy đủ là gì?
đầy đủ rồi ạ. À, không, họ tên đầy đủ của em là Lầu Mì Xính hay là cái gì? Họ em là họ họ gì? Họ tên là Thò Mì Xính ạ. Thò Mì Xính à? Vâng. Thế còn vợ của em? Vợ của em là Vàng Thị Kía. Vàng Thị Kía. Vâng. Thế Xính là người ở Mèo Qua này luôn à? Đúng rồi ạ. À, ơ thế ở Mèo Qua này mình đi qua nhiều rồi mà không gặp mấy nhỉ? Anh toàn đi để chia thôi. Chưa ạ. Anh bảo anh toàn đi xuống đề chia mà anh không gặp em mấy. Thế là em ở trong này anh ít khi gặp. Mới ở trên này luôn ạ. À ừ. Thế nhà em mới xây đúng không? Đúng rồi. À ừ. Thế cái này là mình tự được nhà nước hỗ trợ hay là mình tự thế nào em? Nhà của ấy là tự được nhà nước hỗ trợ. À thế tuyệt vời quá. Được hỗ trợ được mỗi gia đình được 40 mấy triệu đây đúng không? Được 44 triệu. Ừ, đẹp quá. Nói chung là gia đình của Xính thì cũng xây theo phong cách của đúng cái phong tục truyền thống của người Mông. Phải có cột này đúng không? Có cột này và phòng đây. Đấy, có một cái giường ngủ ở đây này mọi người này. Và có một cái phòng. Phòng này hơi me me nhỉ Xính nhỉ? Đúng rồi. Đúng không? Phòng này anh thấy là hơi me me. Thật chất là hai phòng nhưng mà không có tiền rồi thì làm một phòng thôi. À, ừ, thôi. Ít nhất là có phòng ngủ nhất cho nó đàng hoàng. Không có tiền và nhà của em rất là ngánh nhưng mà là một phòng thôi ạ. Ừ, thôi thế một phòng thôi, một phòng cho hai vợ chồng ngủ, sau này có con thì ngồi ngủ ở chỗ giường này đúng không? Không có tiền thế rồi thì là một phòng thôi ạ. Thôi thế đã được rồi. Ừ. Phòng nhà trên này đẹp rồi. Nhà này em làm hết bao nhiêu tiền? Là hết 100 thôi ạ. 100 triệu. 100 triệu ạ. Ôi chà, tuyệt vời đấy. Nhưng mà trên này là đường xá nó rộng rãi hơn, đi dễ di chuyển hơn. Đúng rồi. Ô tô gạch đá thì nó cũng vẫn trở vào đây, đi khó lắm mới một đoạn nhỉ. Đúng rồi. Như bọn anh mà trở về để chia là khó nhiều lắm. Đúng rồi. Ừ. Thế thì đâu Xính Xính có thể mời vợ về ngồi cạnh được không? Để có thể anh hỏi chuyện được không? Vợ em có vẻ hơi ngại đúng không? Có thể mời vợ em về ngồi cùng em được không? Vợ em? Ừ, mời vợ về ngồi cạnh em được không? Được mà. Em mời vợ về đi. Vâng. Anh thấy rồi, chị vợ là có vẻ là hơi ngại đúng không? Sao? Đây là chị Kía đúng không? Đúng rồi. À, lấy chị Kía ngồi đi, em thử ngồi muốn nói chuyện với hai vợ chồng em đấy. Vâng, vâng. Xem câu chuyện tình yêu bắt đầu từ đâu. À. Tức là làm thế chị Kía này là chính xác năm nay là chị Kía là han đâu súng? Chị Quế. Ừ. Chị Quế năm nay là năm 2 tuổi. Năm 2 tuổi, còn em là chính xác năm nay là bao nhiêu? Em là năm nay là 26 tuổi. À năm nay là 26 đúng không? Thế là cũng chênh lệch cũng khá là nhiều tuổi đấy đúng không? Đúng rồi. Ừ, nhưng mà thế cho anh hỏi, anh tò mò nhá, anh đang không hiểu là tại sao em lại quen được chị Kía ở trong cái hoàn cảnh như nào? Đi làm thuê cùng nhau. Đi làm thuê cùng nhau. Đi làm ở đâu đấy? Đi làm Trung Quốc. Thế à? Thế là em được sang Trung Quốc rồi. Vâng. Em được chứ, em đi làm ở đâu Trung Quốc? Hồi trước là không có bố mẹ hết rồi thì đi làm Trung Quốc gần nhau luôn. À. Đi làm Trung Quốc thì em đi trước, vợ đi sau thì là gần nhau luôn thì là lại là người ở Hà Giang mình nữa đúng không? Vâng. Thế là sang là gặp nhau, thế là quen nhau. Đúng rồi. Thế gia chỉnh của anh cái mic như này cho nó thẳng lên này, nó cắm vào người mai nó nghe nó khó lắm. À đó, ok, như thế thì nó không bị hẹn. Ok, thế là hai vợ chồng, thế đợt đấy em với vợ là sang Trung Quốc làm được bao lâu? Là được 1 tháng thì lại tình yêu luôn. Yêu luôn. Vâng. Thế làm cùng một công ty luôn. Làm một công ty luôn ạ. À, thế là cùng công ty, thế là quen nhau là yêu luôn. Đúng rồi. Yêu luôn, thế lúc yêu nhau, lúc lấy nhau là về Việt Nam này mới lấy hay là lấy ở yêu 1 tháng hết về luôn hay như nào? Yêu 1 tháng xong thì là về nhà ở đấy luôn thì là đi lấy luôn. À, thế mới sang đến 1 tháng yêu nhau, xong là bảo về Việt Nam. Về Việt Nam cái là kết hôn luôn. Đúng rồi. À, thế vợ em ở đâu? Người ở đâu? Huế là ở Đồng Văn ạ. Ở ngay huyện Đồng Văn luôn á? Vâng. Thế là cũng hay nhỉ, cũng gần này. Thế em có hay sang bên nhà vợ không? Có hay sang đưa vợ về thăm nhà bên kia Đồng Văn không? À, có mà. À, thế tuyệt vời quá. Thế cho anh hỏi dương tiêu một tí nhá. Thế lúc mà em quen vợ nhá,
Thế là vợ em là hơn em cũng khá là nhiều tuổi đúng không? Nhưng mà thế thì có ai gia đình em, anh chị em, bạn bè có ai nói về tình yêu của mình, có ngăn cấm tình yêu của mình không? Có. Có. Thế nhưng mà kể cả cấm thì cấm, lúc đấy là yêu rồi thì vẫn quyết định là lấy đúng không? Đúng rồi. Ừ. Đấy, lấy nhau, yêu thương nhau thì mình cứ lấy thôi đúng không? Kệ người ta nói, ai nói thì nói, mình cứ lấy thôi đúng không? Đúng rồi. Ừ. Thế cho em hỏi là chị Kía đã, chị Kía với em ấy thì chị Kía đã có gia đình hay là hay là vẫn là người đầu, em là người yêu đầu tiên của chị Kía? Em là người yêu đầu tiên của chị Kía đúng không ạ? Ừ. Thế chị Kía là chưa có gia đình, chưa có chồng gì đâu gì? Có. À có rồi thì. Vâng. À thế có là lúc cái thời điểm đấy là người yêu đầu tiên thôi, còn lúc trước đấy là cũng đã lấy chồng rồi gì? Đúng rồi. À thế. Đã thế... lấy chồng nhưng mà chồng của nó mới rồi. À chồng chị ấy mất rồi. Vâng. À thế có con có cái gì không? Có hai trai một gái. Hai trai một gái. À. Thế bây giờ sang đây ở với em là có được một chàng hoàng tử nữa. Đúng rồi. Oh, thế chị Kía đây là hay để mi tu đấy, à, tâu đấy. Được mi tu là tuyệt vời đấy nhỉ. Người ví dụ người Mông là ai ai thích là để mi tu nhỉ. Đúng rồi. Đúng không? Ai theo anh được biết là như vậy. Đúng. À. Thế cũng là tuyệt vời đấy, thế là cũng vượt qua tất cả các rào cản hàng xóm anh em bạn bè là đúng. Quyết định lấy luôn. Ừ. Thế cho anh hỏi ví dụ đợt em với chị Kía này đợt lấy nhau thì có phải mua không? Như kiểu là người ta mình đến hỏi cưới vợ ấy, như bên người Mông mình hỏi mua vợ đúng không? Đúng. Thì có mình mua chị Kía hết bao nhiêu tiền hay là có mua vợ không? À, không mất bao nhiêu tiền đâu. À không mất nó, à? Nó có chồng trước rồi thì nó chồng của nó mới rồi thì đi làm thế vậy à, đến sau rồi thì không mất tiền đâu. À thế có nghĩa là giống như kiểu người Mông đây thì anh cũng nghe nói thề là những ví dụ như kiểu là có một người có phụ nữ mà đã lấy chồng rồi thì mình lấy tiếp ấy là người phụ nữ đấy thì mình sẽ không mất tiền mua nữa đúng không? Đúng rồi. À thế là không mất tiền. Không mất tiền đâu ạ. Thế thế cho anh hỏi với nhà bố mẹ em lúc nãy anh nghe nói mong máng là bố mẹ em mất là thế nào? Bố mẹ em mới là em chỉ có lớn như thà mấy cái thà co kia ấy. À. Và bé bằng 3-4 tuổi thôi. Em lại có mười mấy tuổi đấy. À. Mười mấy tuổi thôi. Vâng, mười mấy tuổi thôi thì anh trai của em mới đi làm thế nữa thì mới lại có em một lần thôi ạ. À. Ừ. À thế là em còn một anh trai nữa. Còn một anh trai nữa ạ. À. Còn một anh trai nữa thì anh trai của em mới đi làm thế nữa thì lui đã vợ anh trai của em mới về rồi. À. Mới về rồi nhưng mà em thì không biết lấy đi lấy thì ở đâu đâu. À. Chỉ là bảo anh trai thì... thôi. Bảo anh trai thôi nhưng mà anh trai bảo là không có tiền thì là sao. Nhưng mà anh bảo là không sao đâu. Lấy bây giờ lấy đồ vừa về rồi thì đi vay. Ừ. Thế tuyệt vời đấy. Thế là hai anh em tự nuôi nhau. Tỉ đi vay tiền về lấy vừa đâu. Hay vợ em không có tiền đi mua nhưng mà lấy đi vay tiền ăn uống ấy. Và thế là nói chung là vợ là không mất tiền mua nhưng mà vẫn phải vay tiền về để làm cơm cho mời mọi người đến đám cưới mình gì đúng không? Vâng. Ừ. Thế đấy đám cưới mình hết bao tiền? Đám cưới thì hết 3-4 triệu ạ. Cũng nhỏ nhỏ thôi đúng không? Thế con em là được 3 tuổi thế chắc là cũng lấy nhau được tầm 4 năm rồi đúng không? Đúng rồi. Thế là cái ngôi nhà này là mới xây đúng không? Cái nhà thì này là nhà nước cho xây cả. Trong năm nay à? Trong năm vừa rồi à? Vậy. Thế thì cũng chúc mừng hai vợ chồng nhỉ? Hai vợ chồng em thì cũng là một từ đôi bàn tay trắng ra đúng không? Cũng đúng là rồi. Bố mẹ mất này xong rồi cũng đi làm với anh trai. Xong cũng không có tiền để lấy vợ nhưng mà cũng cố gắng vay mượn về lấy vợ xong rồi sau này trả nợ. Xong rồi cũng sinh con. Cái quan trọng hơn nữa là trong cái thời gian 4 năm vừa rồi là cũng sinh con và làm ăn kinh tế. Đúng. Được xây nhà này nữa là quá giỏi đấy. Anh thấy là em giỏi đấy. Vì tự đôi bàn tay mình làm ra. Giỏi đấy. Và bố mẹ cũng đã mất rồi. Mà ngôi nhà này thì nhà nước hỗ trợ cho một phần thôi. Còn đâu gia đình mình tự bỏ tiền nữa. Đúng rồi. Được hỗ trợ hơn 40 mấy triệu mà còn đâu là... 60 triệu là của gia đình mình.
Thế là em có tuyệt vời đấy. Hai vợ chồng có nhiều đất nương để làm trồng ngô không? À, ít thôi ạ. Vâng. Lúc trước thì bố em bán nửa hết rồi. Ồ. Bán đất của mình hết rồi. Nhưng thì bây giờ thì mình chỉ có là đất thì là chỉ có ít thôi. Ồ. Vâng. Thế thì cũng thế nhà em có đủ nương để làm trồng ngô ăn không? À, không đủ bao nhiêu đâu ạ. Không đủ bao nhiêu á? Ừ, thế cũng khó khăn. Thì, bây giờ thì phải là ít thôi thì mình có bao nhiêu thì mình phải trồng bao nhiêu thôi ạ. Ừ, thế xong rồi không đủ ăn là phải đi làm thuê để lấy tiền mua gạo ăn hả? Bây giờ thì không có mấy ngon nào rồi. Đi ở nhà thì, trong nhà thì không có một cái gì ăn rồi. Lúc nào a thì phải đi là thuê mới được a đâu. Thế thì em được trước, ngoài ra em đi làm ở Trung Quốc thì em có đi làm ở trong Việt Nam không? Có nhiều khu công nghiệp ở dưới Hà Nội, Hải Phòng hay gì không? À, Hà Nội thì đi là ít thôi ạ. À. Trung Quốc thì đi là nhiều nhưng mà Hà Nội thì na nay mới đi làm ấy. Thế là em học tiếng phổ thông này là ngày xưa em đi học hay là em tự đi làm em học được? Tự đi làm ạ. À, thế em có biết chữ không? Có à, thế học biết được à, thế là ngày xưa đi học không? Học được nhưng mà trước thì em là hết lớp, em học hết lớp 3 à, ngày xưa học hết lớp 3 đấy. Chàng hoàng tử đây đấy, nên là từ sau là nếu mà anh thấy em rất là tuyệt vời đấy, em bảo là con đến tuổi đi học là cho con đi học, đúng phải đúng cho con đi học, sau này nó hơn bố mình, hơn là hơn mình đấy, hơn bố là hơn mình đấy. Đúng sau này đi học biết chữ hết rồi, đi làm thuê này, kiếm tiền giỏi hơn bố này đúng không? Đúng rồi. Thế là thế bình thường cho anh hỏi nha, ví dụ nha, hai vợ chồng ở nhà, thế thì em gọi vợ là em hay là gọi như nào? Có vợ mà. À, vợ ơi à? Vâng. Tình cảm đấy nhờ. Thế hai vợ chồng có dự định là có sinh thêm con không? Có ạ, có nhưng mà chẳng biết được là nó có sinh được không ạ. Nó sinh được thì nó với sinh à? Nhưng mà nó không sinh được thì kể nó. Nhìn anh này quen lắm này. Thế anh này quen đấy nhở? Anh trai của em ạ. Em trai của Xính á? Vâng. Nhưng mà hình như anh trai này là chồng của chị Cái phải không nhở? Phải. Đúng rồi. Phải không? Phải không? Phải luôn mà. Thế là chồng chị Cái ở Đề Chia đây đúng không? Đúng. Thế là mình nhìn quen lắm. Thế thì Xính với anh này là cùng anh em một nhà đấy á? Đúng rồi. Ở ngay sau này á? Trước là cùng riêng một nhà. Trước anh vào nhà anh này rồi. Cái đợt mà có lần là cháu Ria với cháu Xính về thăm mẹ mà đợt đấy là anh này tên là gì nhỉ? Anh này tên là Xuống. Anh Xuống à? Vâng. Anh Xuống là bao nhiêu tuổi? 1992. À 92 là y giả đấy. Anh em mình bằng nhau đấy. Già rồi đấy. Ôi, anh em mình bằng nhau đấy. Y giả đấy. Thì em cũng là 1992. Vâng. Thế là anh Xuống là cũng 1992. Thế thì anh Xuống này lấy chị Cái thì chẳng hơn tuổi. Chị Cái là hình như là 1986 phải không? Đúng rồi. 1986 anh nhớ, anh xem sổ hộ khẩu. Đợt đấy anh xem sổ. 86 hay 87 đấy. 1987 hả? 1987 hả? Anh chị Quái đấy. Chị Quái. Thế bây giờ anh Xuống về gọi chị Cái là em hay gọi là chị? Bây giờ chị Cái về làm vợ mình rồi thì gọi là em hay là chị? Bảo là vợ rồi. tưởng mình mê mê mình gọi là chị chứ. Mà làm vợ rồi. Bảo gọi chứ. Đấy, y giả đấy. Ở chỗ này là thế đấy, em tuyên xin bí mật một tí, ở chỗ này là có 4 người đàn ông thì đều lấy vợ hơn tuổi. Đúng. Ông thề là thề cũng lấy vợ hơn tuổi đúng không? Đấy. Thế là Xính này và anh Xúa này là cũng thế, mà bản thân em Tuyên thì cũng lấy vợ hơn tuổi. Thế y giả giống nhau đấy. Mình yêu thì mình lấy thôi đúng không, kể cả hơn tuổi mình vẫn lấy thôi. Không đấy. Có bố mẹ hết rồi thì là như mình thích là mình yêu luôn, lấy luôn. Thế là thôi, mình nói chung là có yêu nhau là mình lấy thôi, chứ còn không yêu nhau thì làm sao mà lấy được nhau đúng không? Vậy, đúng rồi. Thế là tuyệt vời.
Thế nói chung là thế xính, thế là làm ăn kinh tế là anh thấy là qua cái quang cảnh ngôi nhà của em ấy, anh thấy là xây nhà rất là đẹp này, gọn gàng này, mà trên này em dùng được bếp ga này, quá giỏi đấy. Cũng có bếp 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 củi đây rồi, bếp củi này cũng nấu cám lợn đúng không? Bếp củi này thì là nấu cám đúng không? Em có nuôi lợn không? Nấu mè mé ăn. À, nấu mè mé ăn cái nồi này á? Vâng. Ồ. À, nếu mè mé là mình cho cái chõ kia mình ninh lên thì. Ừ. Thế anh xuống cho em hỏi tí, đợt thời điểm này chị cái có nhà không? Hả? Chị cái có nhà không? Có chứ. À, đang làm gì đây? Đang ở nhà. Đang ở nhà. À. Thế hai vợ chồng đã có chuẩn bị có em bé chưa? Chưa. Chưa à? Thế vẫn là không có, vẫn chưa có gì đâu gì? Chưa có đâu. Ừ, thế. bao giờ có em bé me rồi? Không có đâu. À vâng. Thế anh xuống xây nhà chưa? À? Anh xuống xây nhà chưa? Anh xuống xây nhà chưa ấy? Thế. Chưa. Chưa. Chưa ạ. À. Thế, bây giờ vẫn chưa có tiền sao mình xây nhà được. Ừ. À thế nhưng mà thế mà xính lại là em trai mà xính lại xây được nhà là giỏi đấy. Nhưng mà nhà nước cho thôi ạ. Không, nhà nước cho. Nhà nước cho hơn 40 triệu nha. Đi vay nhà nữa 50 triệu vào xây. À, có nghĩa là nhà nước được cái khoản hỗ trợ là hơn 40. Đúng. Xong rồi. Rồi em lại đi vay thêm nhà nước là 50 triệu nữa. Đúng rồi. Là em góp vào xây. Đúng rồi. Ừ, nhưng mà nói chung là cũng là em biết em được vay là tốt đấy, vì có nhiều gia đình là không được vay đâu nhá. Đúng rồi. Ừ. Đấy, thế là hóa ra đây là chồng của chị Cấy ở Đề Chia nhá cô chú nhá. Bây giờ thì hóa ra lại chồng chị Cấy lại là anh trai ruột của Xính. À, cũng hay nha. Thế là kể ra là hai anh em này là đều lấy vợ là đã có gia đình và đều là hơn tuổi. Đúng không? Y giả nhau đấy. Đúng không? Hay. Đúng rồi. Khá là hay, khá là thú vị mọi người ạ. Đấy. Thế thì lúc Xính lấy vợ đây thì anh Súa này chưa lấy chị Cấy, thì lúc đó anh Súa có cản gì không? Không đâu ạ. Đồng ý luôn. Đồng ý luôn. Yêu là em thì em về lấy. Trước thì nó vẫn lấy hai vợ rồi thì trước thì đi yên. Nó lấy hai vợ trước rồi thì nó bảo là anh giải ơi, em thì anh cho em lấy luôn mà. À, tức là anh Số này không phải chị Cấy là vợ đầu tiên mà chị Cấy là vợ thứ ba rồi á? À, đúng rồi. Ôi da da. Anh Số này giỏi đấy, lấy được ba vợ rồi. Thế hai cô vợ kia đâu hết rồi? Hai cô vợ chạy đi Trung Quốc hết rồi. Ồ, hai cô vợ chạy đi Trung Quốc. Thế đợt đấy hai cô vợ đấy có con không? À, không đâu. Chưa có con. Chưa có con, thế là bỏ anh là chạy đi Trung Quốc. À. Ồ. Thế chị Cấy này là người thứ ba rồi. Chị Cấy vậy thật. Ồ. Thật nhớ thì con 13 tuổi. 13 tuổi á? Đấy. 13 tuổi chứ? À. Bé thế? Không, bé rồi, lúc trước mình bé rồi mà. À lúc trước anh bé là đợt còn bé bé me gì? À. Thì tính từ thời thanh niên gì? À. Đợt đấy là y giả bằng tuổi nhau là lấy nhau từ lúc đấy gì? À. À từ đợt đấy. Rồi. Xong về sau là lấy vợ thứ hai là bao nhiêu tuổi? Lấy vợ thứ hai thì 18 tuổi. 18 tuổi. Đấy. Còn bây giờ là xong 18 tuổi là đến bây giờ đây. À. Đấy, 30 tuổi 31 tuổi, 31 tuổi là lấy chị Cấy. Đúng không? Đúng à, anh xuống này giỏi đấy, lấy được ba cô vợ là giỏi đấy. Thế ạ. Xính ạ, anh em nhà em là hơi giỏi đấy. Đúng. Một người thì lấy được cô vợ là hơn tuổi mình này. Bây giờ hiện tại thì đang rất là hạnh phúc viên mãn với chàng hoàng tử đây. Đấy, chàng hoàng tử nhìn rất là kháu khỉnh nhá cô chú nhá. Đấy, gia đình thì cũng cố gắng vay mượn về xây được ngôi nhà, được cái sự hỗ trợ của nhà nước nữa. Đó, tuyệt vời. Thế nhà Xính có nuôi con vật nuôi gì không? Anh cho anh đi tham quan được tí được không? Ờ, được mà. Thôi anh xem là có nuôi được con gì không? Nhà ấy thì nó mà có bò nhưng mà. Ồ, thế. Nuôi bò à? Vay nữa đó. À, thế được rồi. Cố gắng. Làm ăn kinh tế em ạ. Mình phải đi làm ăn kinh tế chứ không làm ăn thì làm sao mà có tiền được, đúng không? Đúng rồi. Đấy. Thế là nhà em xây là cũng đấy thế ạ. Ít nhất nhá, ở trên này nhá. Nhà Xính đây xây này vẫn phải biết là phải có cái tét nước để giữ nước này. Đúng rồi. Đấy. Xong rồi cái thiết kế của Xính rất là sạch sẽ nhá, gọn gàng nhá. Ở đây nhá,
xây chỗ này bờ be lên không bị đất vào này. Đấy. Xong rồi Xính biết đi vay mượn để mua một con bò này. Chỗ này là có một con lợn à? Đúng rồi. Lợn làm giống à? Đó, cô chú ạ. Đấy, bên kia nhà Xính còn xây được nhà tắm với nhà vệ sinh kia kìa. Đúng rồi. Đẹp thế. Đây là thầy này. Đúng rồi. Nhà vệ sinh, nhà tắm còn chát chít đàng hoàng luôn. Có chát đầy đủ. Đấy, thấy chưa? Chỗ này nhà bên em này em đã phát triển hơn. Đấy. Đặt bệ vệ sinh đây này. Các cô chú cứ bảo là không biết đây đâu. Nhà tắm đây chẳng qua xây xong chưa có điều kiện để lắp kính với cái đồ vệ sinh vào đó đúng không? Đúng rồi. Sau này có tiền thì mua kính với bàn vệ bàn lúc nào rửa có mặt rửa nước ấy nhờ. Nhưng mà không có tiền thì không biết như thế nào. Không có tiền thì mình mua sau. Bây giờ anh thấy nhà em là đẹp đấy. Xây ít nhất thầy thấy không? Ít nhất đúng. Bà con ở trên này nhá, Xính biết xây nhà còn biết là có phòng vệ sinh nhà tắm. Chứ bà con để chia xây trong nhà. Đợt anh chưa vào còn anh thấy xây nhà còn không biết xây nhà vệ sinh ở đâu, toàn đi nương ngô đấy, chết. Đi vệ sinh nương ngô rồi hỏng đấy. Đấy. Thế thì anh xuống định bao giờ xây nhà đây? Chẳng biết ạ. Bây giờ không có tiền gì mà không được xây nhà. Thế thì hai anh em phải giúp nhau. Bây giờ Xính Xính xây nhà rồi thì anh trai anh xuống thì cũng cố gắng vay mượn mà xây thôi. Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà nhà của em thì là phải của nhà nước thôi ạ. Có nhà nước thì nhà nước thì mình em cũng cố gắng đấy anh nhà thấy nước là... mà anh đề ra mà đề ra nhưng mà mới phải là nhà nước nhà nước cho hết tất cả là xây nhà xong là lại xây nhà vệ sinh luôn và... thế là giỏi đấy thế tuyệt vời rồi thế là quá giỏi đấy. Thế hôm nay anh mới bất ngờ đấy thế là hôm nay đến này, biết đến là anh xuống này là anh em nhà em Xính nữa hai trường hợp này hay đấy. Đấy thì em tên thì có thể quay lại cho chú xem này. Nhà ít ra nhà Xính ở đây xây rất là tuyệt vời. Ăn ở sạch sẽ gọn gàng cho cô chú nhá. Đây. Bếp núc đây. Đây. Giường đây, phòng tắm các thứ đây mọi người. Đây. Cái giường bên này có một cái giường phụ nữa, nhưng mà chỗ này là cái giường tự đóng đây mọi người này. Hai vợ chồng cũng cố gắng là đấy, được một cái giường tự đóng đây. Đấy. Bên này thì cũng vay mượn nuôi được một con bò. Đó, câu chuyện tình yêu của đôi trai gái này quá tuyệt vời. Ít nhất là em Xính làm ăn kinh tế trụ cột trong gia đình. Đấy. Khá là hay đấy nhỉ. Đi làm thuê với nhau vậy, yêu nhau được, tuyệt vời đấy. Anh cũng thích đi làm thuê đấy. Đi làm thì gặp được cô vợ thế này thế là tuyệt vời. Nhà của mày đi nghe. Nghe như thế là mày tự nghĩ ra là mày bảo là nghề như thế thì đi làm thuê thì mới có tiền. Đúng rồi. Không đi làm thuê vẫn ở nhà thì không có tiền đâu ạ. Đúng rồi. Em nghĩ như thế quá tuyệt vời đấy. Tự nghĩ ra thì đi làm thuê mới có tiền lên là xây nhà. Chứ có nhiều người nghĩ là cứ không nhà nghèo. Nhà nó cho nhưng mà là nhà nó phải cho bố chịu là mình tự nghĩ ra là mình bảo là tiền không đủ đâu. Không là được như thế nhưng mà mình tự nghĩ ra là phải đi làm thuê mới là được như thế ấy. Em tuyệt vời. Em nghĩ được cái là ít nhất là mình không có tiền mình đi làm để kiếm tiền về xây nhà mình chứ không phải nhà nước cho là đủ. Có nhiều người cứ nghĩ là mình nghèo nhưng mà ở nhà xong nhà nước cho xong không ai làm gì cho đủ cái nhà cả đúng không? Không mình phải có tiền chứ. Đâu. Rồi em nghĩ được như thế là có tuyệt vời đấy. Quá là đẳng, quá là giỏi đấy. Phải nghèo nhưng mình biết đi làm ăn là tốt. Chứ chỉ sợ nhất là nghèo cứ ở nhà thôi, mãi cứ nghèo thôi, đúng không? Đúng rồi. Thế là tuyệt vời đấy. Mình tự nghĩ ra là phải là thế mới có được nhà ở ấy. Đúng rồi. Em nghĩ thế là tuyệt vời đấy. Nói chung là em đi làm thuê nhiều rồi biết hơn mọi người. Có nhiều người không làm thuê cứ ở nhà một chỗ thì không biết cái gì cả. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Nói chung là cái nhà này em xây em tự nghĩ ra đúng không? Tự nghĩ ra thôi ạ. Tự thiết kế ngôi nhà của mình. Đấy. Chủ yếu bây giờ là có ông hoàng tử đây này. Ông hoàng tử rất là ngoan ngoãn này. Bà năm sau bà đi học luôn. Đấy, đẹp trai đấy con chú ạ, trụng vía đấy. Mắt tròn này. Sau này mới nữa là lớn lên là đi tán gái là tốn gái lắm đấy. Đấy. Bố mẹ là mua cho cả ô tô, xe máy chơi này. Đấy, ô tô đồ chơi kìa. Đấy. Mẹ đi mù Cần Thơ không mẹ? Mẹ, đi mù Cần Thơ không? Hả? Mù chỉ mù? Hả? Mù à? Ôi đấy không?
Bảo đi học nó biết đi nhá. Chứ không phải là đội có nhiều... Đi học biết đi nhưng chứ... mà nó bây giờ chưa đủ tuổi đi. Vâng, vâng, không. Chưa đủ tuổi đi học nhưng mà có nhiều bé bảo đi học không, không đi học đâu. Bảo là đi học chỉ mù, chỉ thích đi chơi thôi. Nhưng đây là bé này biết là bảo đi chơi là đi học là tốt quá, giỏi quá. Na na nghỉ hè xong thì nó đi học luôn. Đi học là tốt mà, cho nó biết chữ. Xong được các cô... các cô giáo còn có quần áo mới nữa mà. Em vẫn cho mà. Tội gì đấy, đi học là tốt em. Bảo là em không biết tiếng rồi thì em vẫn cho nó đi học luôn. Đúng để rồi. Nó biết tiếng. Đúng, thế có tuyệt vời em ạ. Em bảo là không biết tiếng rồi thì cho nó đi học để nó biết tiếng. Sao này khổ lắm, vâng. Đúng rồi. Thế thì Xính ơi, bây giờ nhá, các anh với các cô chú nó rất tò mò mà không biết là bình thường là em với vợ là có hay tình cảm ấy, đi với nhau có hay ôm nhau hay hôn nhau không? Em có thể thử thể hiện hôn má vợ một cái xem là các cô chú xem là em hôn má vợ em một cái được không? Được á. Đâu em thử hôn cái nào, anh cho các cô chú xem là được không? Wow. Xin phép vợ hôn một cái nhá. Xin phép. Vâng, được mà. Anh thử hôn xem nào. Ok đó. Em hôn đi để anh cho các chú thử hôn hôn thể hiện tình yêu của đôi vợ chồng xem nào. Được. Hôn má một cái xem nào. chúc mừng. Thôi thì chúc mừng. Thôi thì thế cầm một anh máy quay. Thì nói chung là anh nghe xong cái câu chuyện tình yêu của hai vợ chồng em. Chúc mừng em. Nói chung là thấy em là quá tuyệt vời. Một người cũng mình rất là không may mắn là bố mẹ mất sớm. Nhưng mà em cũng tự lực mình đi làm thuê, xong tự mình lấy tiền, lấy vợ, xong rồi làm ăn có tiền có kinh tế. Xong rồi bây giờ ít nhất là cũng có một ngôi nhà rồi. Cũng đi vay mượn để xây nhà và chăn nuôi kinh tế hơn thì là tuyệt vời hơn. Thì nói chung là anh cũng chúc hai vợ chồng mình có một cái tình yêu thật là tuyệt vời và sau này cố gắng làm ăn kinh tế một ngày một phát triển đi lên nhá. Nói chung là anh thì hôm nay anh vào đây anh không có nhiều đâu. Anh thì nói chung là cũng là làm nuôi làm ăn kinh tế bình thường thôi. Thì anh cũng chả có gì, anh lì xì cháu 100.000 để cháu đi mua quần áo hay mua một gói kẹo ăn nhá. Được không? Đây mẹ này, chú tặng cho mẹ cho đi mua bim bim, đi mua quần áo mặc nè. Nè, chú cho. Con nghe lời bố mẹ nhá. So sinh tì lầu phải không mẹ? Có phải so sinh tì lầu không? Thôi thì nói chung là anh nó chỉ là sáu hồ thôi, nó ít biết rồi, nó chỉ là sáu hồ, căn bản là kiểu là chưa đi học thôi. Đúng đi rồi. Học sau này được gặp các cô, các chú, các anh, bạn bè nhiều thì sau này biết mà, đúng không? Đúng rồi. Thôi thì hôm nay anh cũng vào thăm gia đình thì để hỏi câu chuyện tình yêu. Nhưng mà nói chung là anh thấy là quá tuyệt vời em ạ. Em quá là giỏi đấy. Nói chung là chúc mừng hai vợ chồng và cố gắng hy vọng là sớm phát triển kinh tế hơn. Sau này giúp đỡ anh trai mình nữa. Anh trai tự nhiên là người quen đấy. Bọn anh cũng biết đấy. Vâng, anh trai này lấy chị Cái là bọn anh cũng nghe câu chuyện rồi. Vâng, nhưng mà thôi thì chị Cái thì cũng... ở dưới kia thực sự là cũng đã có 5 người con. Nhưng mà bây giờ lấy là vợ mới của mình rồi. Thì cố gắng là anh số thì cố gắng là ua công có tiền sau này xây một ngôi nhà như này nữa. Để cho hai vợ chồng mà đi làm việc nó không có tiền. Ôi không làm, biết em biết là đi làm thì khó khăn. Bây giờ người thì nhiều, đi kiếm tiền thì khó đúng không? Nên là mình phải cố gắng kiếm tiền sau này xây nhà. Sau này nhớ đâu hai vợ đi chồng sinh con chứ. Đi kiếm tiền thì lúc nào cũng chả khó. Đúng rồi. Đến bản thân anh không với em đi làm cũng khó. Đúng, đi kiếm tiền cực kỳ khó. Nhưng mà mình khó thì mình biết trân trọng đồng tiền, đúng không? Đúng. Thôi cố gắng anh xuống ạ. Hôm nay vào thế là biết là hai anh em là lấy có cái duyên là lấy được hai vợ chồng hơn tuổi, mọi người lấy hai hai đời vợ hai đời chồng rồi. Nói chung là cũng tuyệt vời. Nói chung là anh xuống là lấy được ba cô vợ là quá giỏi đấy. Bây giờ anh mới lấy được một vợ thôi đấy. Anh đúng còn thua anh xuống là hai vợ đấy. Tuổi thì bằng nhau nhá. Tuổi thì y giả đấy, nhưng mà anh xuống được ba vợ rồi, em mới có một vợ rồi đấy. Đúng. Vẫn thua anh xuống hai vợ nữa. Nhưng mà nó có phải anh chứ. Hả? Nó phải anh rồi, em thì phải anh. Thôi thì có lẽ là anh cũng xin phép nhá. Vâng. Chào em nhá. Rồi anh có lẽ là em Tuyên cũng xin phép thôi. Hôm nay vào đây thì cũng biết được gia đình, câu chuyện tình yêu của em Xính và chị Kía. Nói chung là cũng đi làm thuê ở bên xứ người về, là đi làm thuê bên Trung Quốc về, có cái tình yêu bén duyên. Thế là hai vợ chồng đến với nhau thôi. Bây giờ thì hai vợ chồng vẫn còn rất là tình cảm. Nói chung là để giữ được cái tình cảm này thì em luôn nghĩ là những người Kinh, như người gọi là dân tộc Kinh ấy, chúng ta hoặc có rất nhiều người cũng không thể giữ được cái tình yêu như em Kía, em Xính và chị Kía này đâu. Nói thật với mọi người như vậy. Nói chung là quá thán phục cái tình yêu này, vượt qua tất cả các rào cản
và để đến với nhau, và bây giờ có được ngôi nhà này quá đầm ấm rồi, hạnh phúc rồi. Và có quý nhất là ông hoàng tử kia, ông con trai này về sau này nối dõi tông đường đấy mọi người ạ, quá tuyệt vời rồi đấy. Thôi có lẽ là em xin phép thôi nhé. Chào em. Sao đâu. Cảm ơn nhé. Cảm ơn em nhé. Hôm nay anh đã đến làm phiền giấc ngủ của em. Em đang ngủ mà anh vào lại mất giấc ngủ của em ra. Con sâu cả. Cảm ơn em nhé. Thôi có lẽ anh em đi về thôi nhỉ. Dạ vâng cô chú ạ, thế vừa rồi thì em Tuyên vào cũng để nắm biết được cái câu chuyện tình yêu nó tuyệt vời của em Xính với chị Kía như nào. Nói chung là cũng vượt qua tất cả các rào cản để đến với nhau mà bây giờ được một ngôi nhà quá tuyệt vời. Và hôm nay thì như mọi người thấy thì hôm nay cũng biết thêm được một cái nữa là em Xính đấy lại là em trai của anh Súa, và anh Súa này chính là người chồng của chị Cái trong thôn Đề Chia. Chị Cái thì như mọi người cũng có nói là người mẹ nhẫn tâm bỏ năm con đi lấy chồng, nhưng mà thực sự là người con gái Mông ở trên vùng cao này, em Tuyên không phải vơ đũa cả năm hay không, nhưng mà đa phần những bà con ở trong vùng cao, ở trong những vùng sâu vùng xa thì người chồng mà mất thì đa phần là bỏ đi lấy chồng khác, đúng không thế? Vì người chồng ở đây rất quan trọng. Người chồng đây người ta có thể đi làm nương, kiếm tiền cho người vợ, và người vợ ở trên vùng cao này là bà con là phụ trách cái công việc phụ ở trong gia đình, chăn nuôi, giặt giũ quần áo, lo cơm áo gạo, chăm lo gia đình. Còn người chồng là có trách nhiệm là đi kiếm tiền về cho gia đình. Nên là nếu mà không có người chồng thì người phụ nữ sẽ mất đi một chỗ dựa tinh thần rất là lớn. Nên là chị Cái thì cũng đã ở với con thêm một năm trời, nhưng mà đến năm thứ hai thì chị Cái đã chia tay các con và đi lấy người chồng mới. Và trong đến cái thời điểm hiện tại ấy, thì các cháu và chị Cái vẫn còn giữ mối liên lạc, vẫn qua lại và gặp nhau nhá cô chú nhá. Vẫn chưa gọi là không phải là không gặp nhau. Đấy, chị Cái thì vẫn xin phép chồng, vẫn qua lại gặp con mình. Đấy, nói chung là cũng hy vọng là cái tình cảm mẹ con luôn luôn giữ khăng khít đến mãi mãi và về sau. Và hôm nay thì là một câu chuyện tình yêu là chàng trai 25. Trong cái thời đuổi em lấy vợ, đợt đấy là em đấy chỉ có là tầm khoảng 4 năm. Thì đợt đấy em 21 tuổi. Em lấy chị vợ thì đợt đấy khoảng 40, 4, 4 mấy thôi, đúng không? 4, 4, không, 4, 4, 4, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 4 5 mà. Bây giờ năm 2 thì 4 tuổi, 4 năm là 48. Đấy, bây giờ là 2 năm và năm 2. Đấy, nói chung là câu chuyện tình yêu của chàng Xính này thì em Tuyên quá là khâm phục luôn. Nói chung là cũng chả nói gì cả, bản thân em Tuyên cũng lấy một người vợ hơn tuổi thôi. Nhưng mà em này vượt qua rào cản mà lấy một người vợ hơn mình phải 3 giáp. Đúng không? 3 giáp, 2 năm, 5, 2, 3 giáp. Thì nói chung là quá tuyệt vời. Bây giờ chúng ta vừa nhìn thấy một cái nụ hôn ấy, một nụ hôn mà vợ tặng cho chồng. À đâu, chồng tặng cho vợ chứ. Thì nói chung là đấy là một cái tình cảm em Tuyên nghĩ là để đến với chúng ta có ít có gia đình được như vậy lắm. Đấy, nói chung là bây giờ thì có nhiều cái hoàn cảnh, cũng có nhiều cái trường hợp gia đình thì ví dụ vợ già vợ xấu thì chồng chán đi thôi. Đấy, nói chung là không nói gì đâu xa cả. Thôi còn bây giờ thì em Tuyên cũng xin phép thôi. Chia tay thôn Mèo Qua và chia tay một cái cuộc tình yêu để chúng ta biết thêm cái cuộc sống này ở ngoài đời chúng ta còn nhiều cái thú vị lắm. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào nha.